Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sắp Ẩm Thực nha. Các bạn ơi, thì hôm nay Linh với Hiếu sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn chơi, ăn vặt. Có đầy đủ món luôn, như là bánh tráng nướng này, bánh mì nướng này, mà nhiều món lắm, tại vì bọn mình chưa vào nên là chưa biết là có những món gì nữa. Đúng rồi, cho nên là bây giờ là tại vì đi ngang qua thì thấy đông cho nên là hả ghé vào hả quay cho mấy bạn coi luôn nha. Tại vì Linh thấy cái quán này là mấy bạn học sinh á, bây giờ là tan tầm giờ về của mấy bạn học sinh rồi, cho đúng nên rồi. Là Linh thấy đông á, cho nên là Linh ghé vô review cho các bạn coi luôn là trong này có những món gì nha. Bánh tráng cốt nướng nè, bánh tráng khoai sợi. Thôi chị để cho em chọn đi mấy bạn ơi, menu nè cũng nhiều món lắm nha. Bây giờ bánh tráng cuốn chấm sốt nè, bánh tráng cuốn sốt nè, sốt bò sốt nè, mấy cái đó là hai trời. Ở đây này các bạn ơi, có rất nhiều đồ ăn. Ở đây là cái quầy mà các bạn ấy làm đồ uống nhá. Món ở đây thường thường cũng rẻ luôn, từ 25-30k thôi này các bạn. Cái này là bà làm bánh trắng trộn nha. Wow, tóp mỡ này, tóp mỡ này, hành phi này. Cái này là có là những cái nguyên vật liệu để các bạn ấy làm bánh trắng trộn. Quá trời luôn, quá nhiều người chờ luôn. Xe thì quá trời luôn nè, không có chỗ để xe. Mấy bạn ơi, đây là lượng khách chờ về nè. Chờ mấy hàng dài luôn. Đây là tầm khoảng 5 giờ chiều. Nè mấy bạn học sinh mua nè, người lớn cũng mua luôn. Chị ơi, khách mua về không á hả? Dạ đúng rồi. Không mua là lâu luôn. Khách mua về. Trời ơi, đứng một dọc như vậy hả chị? Trời ơi, thấy chị không? Chị tức bực luôn. Bánh tráng cuốn chiên. Là chiên lên nó chiên dột lên phòng đó luôn nè. Sốt mayonnaise để chấm chị, cái này là nước me đúng không chị? Nước me mà có sốt mayonnaise ở trong này luôn. Trời ơi ngon quá các bạn ơi. Có trứng cút, chả bông với khô bò không anh? Cái bánh tráng này thường thường là có những cái gia vị gì vậy em? Tương ớt, sốt mayonnaise, trứng không? Có trứng cút hả em? Trứng cút với chả bông với gì em? À, tép với khô bò. Cái này là món gì đây anh nhỉ? Bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn. À, cái này là mình không có nướng nhỉ? Đây này các bạn ơi, các anh đã làm xong rồi này, nhìn rất là hấp dẫn này. Cái này là bánh tráng nướng. Mang về đó. Mình cũng sẽ có cái phần này rồi. Đấy, hai bánh tráng nướng nha. Vậy là mình kêu bánh tráng nướng thôi. Ừ, mình kêu bánh một cái tráng nướng này, cái bánh tráng cụ, cái gì chiên, cái bánh một quà đi. Biết ra. Cho chị một cái biết. Ở đây này các bạn ơi, có rất nhiều đồ ăn. Ở đây là cái quầy mà các bạn ấy làm đồ uống nhá.
Món ở đây thường thường cũng rẻ luôn, từ 25 tới 30k thôi này các bạn. Cái này là bà làm bánh trắng trộn nha. Một cái bánh tráng như này là có 10k thôi em nhỉ. 10k 3 cái trứng cút. Quán mình ở mở ở đây được lâu chưa anh nhỉ? 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Mình là dân Hóc Môn mà mình cũng không biết ở đây có quán này nhỉ? Có quán Hóc Môn mà. Dạ. À, đây là bánh tráng nướng tôm giòn đó các bạn. Mình quấn vô mình ăn, xịt bơ lên rồi là ăn thôi. À, vậy là cái này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? 6.000 cái à? 6.000 cái. 6.000 rồi anh. Các bạn ơi, hiện tại mình với bạn Linh từ nãy giờ đặt đồ ăn quá trời luôn rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị ăn với mình nha. Đây, bây giờ mình sẽ quay đồ ăn cho các bạn qua nhé. Nhìn rất là hấp dẫn. Không biết là có ăn hết không nha. Rất là nhiều. Có cái mâm thì là nó nhiều lên. Còn mấy cái món này cũng ít ít thôi. Linh hỏi là quá ngon. Đây là món gì bạn Linh? Gỏi à? Gỏi xoài à? Oh, đây là cơm cháy nha các bạn nha. Đây là bánh mì. Đây là bánh mì nướng nè. Còn này là bánh tráng nướng nè. Bánh tráng trái cuốn. Nướng nè đó. Bánh tráng nướng tép Linh nha các bạn. Ờ đúng rồi đó. Linh không biết nữa. Linh nói thiệt có nãy giờ kêu quá trời. Nhưng mà cái tên món thì Linh không có nhớ được luôn á. Cái này là bánh tráng cuốn nha các bạn này. Nướng nè. Cuốn nhưng mà nướng lên chiên lên. Đây là bánh tráng cuốn. Ngoáy lên mà Linh ơi. Ôi hấp dẫn quá. Rồi mời các bạn ăn cùng mình nha. Món này là món gì nhỉ bạn Linh nhỉ? Mời các bạn ăn chung với Linh đi nha. Món này là món gì bạn Linh nhỉ? Bánh tráng cuốn à? Bánh tráng cuộn sao mà nó à. Vậy là lúc nãy ở kia là mình coi là bánh tráng cuộn nhưng mà không chiên, còn đúng cái này là có chiên. Đúng. Nãy Linh có nói với trứng là có. Trứng là như là trứng cút này đã luộc rồi. À, bánh tráng này bánh tráng nướng, bánh tráng này là có trứng cút này, có tép này, có khô bò này, có chà bông này. Nó béo béo quá hiếm tại vì nó có cốt mai vô này nè. Mấy bạn ơi, nếu như mà đây đó là mà có những cái món ngon thì đây là nói chung là mình khu vực nghe thảo ngon nó béo quá. Tại vì thấy mấy bạn học sinh ăn nhiều lắm nha, khách cũng mua về cho nên là ngon. Cái bánh tráng này nè, nếu như mà ăn sớm một xíu nó sẽ giòn. Cái này do nãy giờ Linh để hơi lâu nó hơi nằm. Cái này nó giòn rụng, nó giòn lắm. Nói chung là cũng vẫn ít độ giòn hơn lúc mà mới nướng. Mới nướng đảm bảo sẽ giòn nhiều. Mời các bạn ăn với mình nha. Món này là món gỏi xoài này các bạn ơi. Bò đen rồi Hiếu ơi. Bò đen. Mình cho
cho thêm rau răm vào. Mời các bạn anh ăn cùng mình nha. Này là cho miếng cua bò đen này nhé. Nó có cái mayonnaise nó béo. Ly giả vải ở đây người ta bán bao nhiêu ly nhỉ Linh nhỉ? 15.000 em đò nha. À đúng rồi. 15.000 lắm thôi. Size lớn mới là 20. Đúng rồi. Bỏ thêm. Đúng rồi. Cái món này là nó cũng gần như nó nướng sa tế thôi, nhưng mà nướng sa tế thì nó gia vị nó đơn giản. Còn đây là chị sẽ cho này. Tép này. Chả bông này. Hành này. Rồi trứng cút này. Đúng ra là chỉ có bỏ cua bò nữa. Đúng rồi. Mình lại mình ăn miếng nha các bạn nha. Mời các bạn này. Đây các bạn này. Nếu mà chấm cũng ngon. Đó. Chấm cũng ngon. Bây giờ mình thử chấm nhỉ. Thử chấm cái nước sốt này xem nó có ngon không. Hành mỡ với tép, tép khô. Ngon mà Linh. Cái món này, này. Cái món này, này thường thường mình phải ăn nóng này. Lúc nãy mình quên mình không mang ra. Mình mang ra mà mình không ăn liền là nó bị ỉu rồi. Bà Linh thấy không, mấy cái quán mà ăn vặt mà mình hay ăn đó. Rất ít đồ. Ở đây rất là nhiều đồ. Mà nhìn các chị làm rất là hấp dẫn không? Chị đã trộn sẵn rồi. Nãy đó bà Linh. Nãy bạn thấy chị trộn một thau luôn. Đúng rồi. Ủa nãy con Linh có cho mấy bạn coi á. Một thau luôn. Tại vì là khách nó quá đông á. Cho nên là mình cứ phải làm sẵn như vậy. Mà không sợ là nó bị ỉu hay bị nhũn luôn nhá. Ăn trong này luôn, kẹp trong này luôn với đậu trứng á. Trứng cút nó đập vào mấy trứng á. Ba trứng. Mà một cái này có 15k thôi Linh ạ. À. Có 10k 10 hay 15k 15. Nhớ 10k à. Nói chung là 15k gì đó. Các bạn ơi, bây giờ là Linh và bạn Hiếu sẽ tiếp tục mừng thịt những cái món này. Nên là tạm dừng clip ở đây nha các bạn. Các bạn đừng quên nhớ là like kênh, chia sẻ và đăng ký kênh cho bọn mình nhé. Kênh của bọn mình là Sắc Màu Ẩm Thực nha. Nhớ